độc lập thêm thành tích mới, chính thức hạ đệ thành nghị, Lưu Diệc Phi. Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc gây bất ngờ khi được bình chọn là ngôi sao có ảnh hưởng nhất năm. Mới đây, danh sách nam, nữ diễn viên phim truyền hình chung có ảnh hưởng nhất năm 2023, theo EQE Đài Loan, đã chính thức lộ diện với nhiều thứ hạng. Gây bất ngờ, Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ trong năm 2023 đã có màn ra mắt dĩ ái phi doanh đầy thất vọng, chỉ ít là phần lớn cinet đều không hài lòng. Thế nhưng, tại nước ngoài, điển hình như Đài Loan hay Việt Nam, phim vẫn có một sức hút nhất định trong lòng khán giả. Bên cạnh dĩ ái Vijay, con cưng của EQE, Ninh An Như Mộng. Với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc, Trường Lăng Hách cũng nhận về vô số tranh cãi trái chiều xuyên suốt khoảng thời gian lên sóng. Song, mặc kệ tất cả những ý kiến bất đồng cùng chê bai đó, Vương Hạc Đệ lẫn Bạch Lộc đều lọt vào bảng xếp hạng lần này của EQE. Theo đó, cả Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đồng loạt được xướng tên ở vị trí cao nhất. Hạ Đệ luôn nhiều ngôi sao có dự án lên sóng ấn tượng hơn gấp bội trong năm nay như Thành Nghị, phim Liên Hoa Lâu, Lý Hiện, Lưu Diệc Phi, Đi Đến Nơi Có Gió. Trong khi đó, couple Trường Phong Độ Bạch Kính Đình, Tống Giật lại ao khỏi top 2. Bạch Kính Đình xếp thứ 4 trong danh sách sao nam có ảnh hưởng nhất 2023, còn Tống Giật đứng hạng 3 ở bảng sao nữ. Quy Lộ của Đàm Tùng Vận, Tình Bách Nhiên lên sóng hồi tháng 3 tuy nhận được nhiều tình cảm từ người xem, nhưng để trở thành dự án bùng nổ, quấy đảo màn ảnh nhỏ năm nay thì Quy Lộ còn kém một khoảng tương đối xa. Đàm Tùng Vận vẫn gây ấn tượng nhờ diễn xuất ổn, ngoại hình trẻ trung, những màn tương tác của cô với Tình Bách Nhiên được nhận xét là ăn ý. Năm 2023 có thể chưa phải là cột mốc thời gian bùng nổ nhất của màn ảnh hoa ngữ nhưng cũng khá nhộn nhịp với nhiều sự chuyển biến không ngờ. Có người sự nghiệp ngày một nở hoa cũng có nhiều ngôi sao đình đám ngã ngựa xuống phong độ khiến khán giả không thôi thất vọng. Mong rằng bước sang năm 2024, làng phim chung sẽ thêm khởi sắc hơn để mang tới cho người xem những tác phẩm tuyệt vời, chất lượng song hành số lượng. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!